Mỗi hôm là cả giật này đúng không? Cả giật. Cơ là đỡ giật. Con đỡ mỏi hơn đúng không? Mỗi bữa là giật nhiều hay ba hay đúng không? Giật mà hạt chín đấy. Đây này, kiểu đấy. Kiểu ở Hà Nội là ba cái kéo nhoài là cái kiểu đấy. Dạ. Ba được tháng 6 ấy. Đấy, ba được đấy mà con làm kiểu gì? Cứ làm cái kiểu đấy. Giờ là không có nữa. Không có nữa. Giờ... Với lại là kéo mỗi bữa là cháu thấy kéo, bữa kéo răng hay? Mỗi bữa ấy. Cái kiểu đấy, tỉnh thái là ăn một tiếng đánh tóc. Nhưng mà lớp con làm thì không có làm được. Dạ. Kiểu khỏi con làm được. Ừ. Kiểu rồi đúng không? Bạn thỉnh thoảng là hạt ống mắc cây đánh to. Ừ. Suy kia là đánh to. Nhưng mà 3 ngày đấy rồi là bà không thấy, không kéo nữa. Không kéo nữa. Hẳn ba chủ vừa trong nhà thế là ba này có bảo ba 3 ngày này nghe. Nghe nhiều nhỉ? Ba chủ mà vẫn phạt kéo đó á. Bởi vì là họ để ý cái tiếng kéo này là ai biết mà. Thằng này thì hắn hét hò một đánh sáu không nè. Dạ. Ba này chậm 3 ngày này ba thấy đỡ ảnh đấy. Ừ. Nhà nhau à thế. Dạ. Ông bà thì có chi dấu bảo thế. Dạ. Bữa nay là được mấy ngày ra ba hãy điều trị á? Bữa nay là hai lần cấy đấy. Hai lần cấy là tuần rồi là tháng rồi đó hay hơn. Tháng rồi đấy. Đúng tháng. Đấy. Nhưng mà phải điều trị rồi mới được mà. À. Bệnh như bệnh khó chứ không phải bệnh dễ không? À. Dạ. Nhưng mà hình như thấy ở đây là mừng rồi chứ. Con chắc ba ngày đang hết sướng rồi chứ mà. Điền với bố mẹ cứ hỏi ba này. Cùng đờ, ba thấy cùng đờ chứ mà đờ chậm. Nhưng mà về càng về sau thì đờ nhanh hơn. Ờ, càng như ba ngày thì ba thấy đờ nó nhanh rồi. Dạ. Mấy hôm đầu cứ chăn cho nên là phải kiên trì rồi đó. Nếu như mà bỏ cuộc bỏ giờ là xong rồi đó, là không thể đạt được kết quả rồi đó đúng không? Vâng. Ừ, nhưng ba, mà kiên trì là sẽ đạt được như thế này chứ. Ba là cho ba cố gắng làm sao cho chất điểm này chậu quê cho ba không như thế này. Dạ, rồi, cố gắng điều trị dứt điểm nhé. Dứt điểm đến cậy lần thứ 3 nghiêm chỉnh, 3 lần hoàn thiện là 37. Đấy, cơ không giật nữa này. Không kêu một tí nào nữa đấy này. Mỗi bữa kêu nghe mà thấy hoảng ấy hầy. Ừ, ngồi trong đây là kêu cho bác cũng khó nghe đúng không? Đấy, còn thân đến cái là biết mà. Rồi, bữa đi không kêu. Dạ, con ví ở Bắc Ninh là vô không được. Mỗi bữa hắn ở trỏ bên ní hắn cứ... Ông kêu như gà á. Ừ. Bữa nay cũng không kêu nữa. Cái này gọi là tích âm thanh. Tích âm thanh chứ. Dạ, tích âm thanh. Thằng này là đi bên nhí nó hai lần này đấy. Dạ. Ờ, cho mà cứ uống thuốc tây ba uống buổi sáng ngày chiều thấy lên đờ mãi lên khỏi. Dạ. Cho mà cứ 6 hôm đi quay trở lại. Rồi ok, đợt này điều trị cho bằng dứt điểm nha. Nhưng mà quan trọng là 6 về mình phải kiếm được cái điện thoại ấy. Phải kiếng điện thoại với đấy, TV. Đấy, nghe bác nói đó rồi, chứ phải cứ mắc điện thoại ba đấy, xem đó rồi. Nó không được mà nhá. Ờ, điện thoại vô tuyến, cho vô tuyến đang đồng ông nội này. Tức là ở nhà là cũng thấy thưa hơn rồi đúng không? Miệng là cũng không giật mấy nữa. Mắt thì cũng thưa hơn. Giờ chỉ còn tay nữa thôi đúng không? Tay với chân lúc tối ngủ thì co, nhưng mà cái thời gian co. Đây giờ mắt với miệng cũng không có mấy nữa đấy. Vâng. Nhưng mà điều trị đi cho được tháng cái đó nhá. Nói chung là giờ cứ sắp xếp gia đình, cứ bố trí lúc nào mà thấy gọi là không thể sắp xếp được nữa thì là lúc đó phải chấp nhận. Ừ. Còn nếu như đang sắp xếp được thì cứ điều trị thêm cho nó một ít thời gian nữa. Tính ra thì mới được có mấy 15 ngày à? Tất cả là được. Nhưng mà ngắt quảng ấy, đợt đấy đúng không? Đợt đấy căn khoảng mất 2 hôm thì đang mới cho cháu về mẹ. Đấy, mỗi hôm mắt nháy lía lịa đấy. Cái hôm đấy. Mới lên đây là mắt nháy không nghỉ luôn. Nháy không nghỉ luôn. Đấy, giờ thấy mắt nờ. Giờ là mắt nờ. Thấy rồi đấy. Nhưng mà về phải kiếng điện thoại cho nó nhá, chứ không là nó bị lại đó nhá. Tuyệt đối là không được nhìn điện thoại. Rồi, nhớ nha con. Ừ. Sợ rồi à? Vào đây thấy sợ rồi đúng không? Đấy, mắt hôm nay cũng nhảy là một hôm mồm cũng giật rồi. Có hôm mồm mắt hơi giật giật lên đấy. Thôi được rồi, chắc định cứ sắp xếp để lúc nào không thể được nữa thì khi đó là giật nhá. Về ở nhà cũng nhảy mấy rồi mới chứ? Dạ. Còn mỗi bữa là nhảy lía lía á thầy? Dạ,
Cấy chi được mấy bữa đấy anh? Mới đương bữa. Mới cấy một lần thôi đúng không? Giờ chuẩn bị thứ tư để cấy lần nữa rồi. Là làm được bao nhiêu ngày rồi hả? Thứ tư là 20 ngày. Thứ tư là được 20 ngày. 17 ngày đấy. Bần đi là 17 ngày đấy. Đến thứ tư là 20 ngày. Dạ. Thứ tư cấy chỉ. Tức là đợt đi điều trị là được Là được 25 ngày. Tần cấy chỉ là 25 ngày. Tần cấy chỉ là 25 ngày. Dạ, gấp 1 tháng. Về nhà cũng không nhảy đâu mà chứ mà. Dạ. Nhảy nhưng mà nó thỉnh thoảng nuôi chuyên nên nó nhảy tí thôi chứ nó cũng không nhảy lắm nữa. Bình thường cũng bình thường là mình nhưng mà cũng 98 hay. Dạ. À thì không khéo là đến thứ tư cấy chỉ xong là về được đó. Dạ. Về xong rồi là về nhà lấy ngày đấy ra tiền. À, về nhà lấy cái thuốc nữa. Dạ, cái túi chườm nữa. Dạ. Rồi là lấy cái thuốc xóa đó. Dạ, dạ. Rồi về nhà tự làm. Dạ. Ừ. Dạ. Vì những cái khó thì nhà cháu làm cho rồi. Dạ, dạ. Còn lại một tí đó nữa thì về có thể là mình tự làm được ở nhà. Dạ. Nếu mà ổn không có nhảy nữa thì không cần phải ra cấy nữa. Nếu mà về nhà mà đúng thấy ổn rồi thì mình cần ra nữa bạn. Dạ, thấy ổn rồi thì thôi. Dạ. Nếu mà nó đừng có đôi tí nhảy thì mình phải ra làm cấy một lần. Dạ, nếu như mà có đôi tí thì ra cấy tiếp. Dạ. Một lần nữa. Còn dạ, nếu như mà hình mà không nhảy không chín là thì thôi. Dạ. Là về chỉ cần kiếng cái điện thoại, tivi rồi mấy cái mà bác sĩ dặn là được đó. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đẹp gầy ấy mà nhảy liên lìa như mỗi bữa thì hỏng hề. Dạ. Bữa đi đấy là đẹp rồi. Bữa đi đẹp gái đấy. Đất, bữa đi là đẹp gái rồi đó. Như lúc mà bạc mà chứ đẹp gái đấy đấy. Chưa biết rồi đúng không? Nếu mà có chí thì ra đấy bác xem cho tôi. Dạ, dạ. Chưa biết rồi thì đừng yên tâm. Bác quá mới gửi chuyển tiền đấy, chính pháp đó chuyển đến dạ, đấy đấy là. Nhưng mà chị thì thứ tư cháu cấy xong thì có cháu về. Dạ, thứ tư cấy xong thì thứ năm đi về cũng dạ, thoải mái được. Dạ. Rồi về bạn đang là thứ 20 ngày cháu là dạ, khung răng là bố nó cũng phải đặt ra một lần nữa. Điều mà lên đây cũng ra. Ra để kiểm tra lại thôi. Kiểm tra lại một phần bố. Có thể ra không cấy không làm chứ đúng không? Nhưng mà nếu mà ổn thì cũng cần phải ra mà bạn. Dạ. Có thể là nói gửi video ra cháu xem là được thôi. Dạ, dạ. Về đừng xem được quả là được thôi. Thế là buồn chú dích, chú hẳn luôn để dạ, tia thì luôn buồn cày bạn lần. Với ba cái rã bảo vừa. Nhưng mà nếu mà thế mà thầy luôn. Cũng không cần phải rã nữa. Dạ, dạ, dạ. Bữa trưa là ở chỗ mô ba? Ở nơi lô nhà của chị Bích á. Con nó thẳng đó. Nó thẳng vào này, mất nhiều thứ xóm. À, ở nhà trong biết chỗ. Biết lên tê dập lên. À, chỗ khối đó đúng không? Dạ, dạ. Rồi, ngón này hời. Dạ, dạ, ngón này. Rồi, thôi được rồi nhá, ba nhá. Đến thứ tư cấy xong có thể về được nhá. Dạ, dạ, cảm ơn bạn nhá. Dạ, về lại để nhận cá mới chứ không là nhiều cá đang muốn đến. Chưa dám nhận tiếp. Chưa còn chỗ. Dạ, ba. Có cái tấn xuất của nó. Ngồi thẳng lên thôi con. Ngồi thẳng lên. Mỗi hôm là cả nhéo miệng, cả nháy mắt đấy, đúng không? Hôm cấy chỉ là cũng cấy cả trên mặt luôn đấy, đúng không? Cấy cổ với cấy mặt này. Hôm trước nó lắc cổ không chị ấy? Có lắc thế này, đúng không? Rồi con ngồi thẳng lên con. Hôm nay còn đau còn mỏi chứ được không? Thấy bình thường rồi. Bắt đầu thấy đỡ từ khi mỗi gì? Ngày thứ năm trở đi. Ngày thứ năm trở đi là chứng tỏ nó đáp ứng nhanh đấy. Đằng này đáp ứng nhanh đấy. Cấy chỉ xong rồi trị liệu. Mẹ về là theo dõi thấy nó đỡ từ khi nào? Dạo này cả mấy hôm liền đều không thấy nháy. Mấy hôm nay luôn rồi đúng không? Là không thấy là đúng không? Bất ngờ. Mà lúc đó trước đó ở nhà cũng bị nặng ấy chứ đúng không? Bị nhiều ấy chứ. Là bị trước đó là bị mấy tháng hay là mấy năm ấy? Bị 2 năm. Thế thì đáp ứng quá nhanh rồi đấy. Thế thì có trường cho nó.
Về chị chưa không? Có chưa cái túi? Chưa chưa được à? Tốt đấy, đáp ứng tốt đấy. Thế này thì chắc là được về sớm rồi. Từ Thái Nguyên vào. Okay. À, chị là cùng trường với là thầy Tấn đấy đúng không? Cả hai vợ chồng cùng trường, ấy, Tấn mình là thầy của Tấn. À, anh là hiệu trưởng đó nè. Anh không, anh hướng dẫn Tấn. À, là trường. Là trường này là trường cấp 3 hay? Cấp 3. À, cấp 3. Đợt đấy là em đi với anh Tấn là... Đợt đấy là đi à, Lý Tự Trọng. Giải thưởng Lý Tự Trọng hay sao? Dạ, dạ. Ôi, bạn nào đây? Em gái à? Em gái Sơn à? Có bị tích không? Con không, à, có xem điện thoại không? Con về nói anh không được xem điện thoại nhiều này nhá. Không được chơi game này nhá. Dạ. Yeah. Bữa nay thầy thế nào rồi Sơn? Thấy ổn rồi chứ? Không lắc, không rung, không gì nữa đúng không? Đỡ. Con mỏi được không? Mỏi thì vẫn hơi mỏi. Hơi thôi đúng không? Nhưng mà không lắc, không giật gì nữa đúng không? Mẹ vào từ khi nào? Từ hôm qua thì chưa có thấy nó lắc lần nào nữa không? Có đấy, nhưng mà giờ đại khái là nó bị, tức là cái tần số nó ít hơn rồi, nó không như trước nữa. Trước là giật nhiều đúng không? Được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ờ, con hôm nay được 22 ngày. 20 ngày. Thế là nhanh rồi đó. Thôi lát nữa cấy chị, xong rồi mẹ lấy cái túi chườm, lấy những cái đó về để chườm để làm thêm cho cháu nhá. Về là phải kiêng được điện thoại với tivi, máy tính. Chưa hoàn toàn kiêng được điện thoại đâu bác sĩ ạ. Lý do gì? Thứ nhất là học hành, nhưng mà bản thân cậu cũng chưa có ý thức để thật sự là đấy, con phải nghe. Cái này nếu như mà không kiêng được là sẽ không lại bị lại tiếp đấy. Đúng. Chắc chắn nó sẽ bị lại đấy nhá, nếu như không kiêng. Cho nên là về phải tự ý thức được. Vì là cái giai đoạn này nó vừa mới điều trị xong. Giống kiểu là nó đang bị non nớt á. Phải để cho nó cứng cứng tí đã, ít nhất là phải sau vài tháng sau hoặc năm sau thấy nó ổn ổn thì khi đó có thể mình mới bắt đầu dùng lại dần được, chứ còn bây giờ là phải kiêng cái này nhá. Ừ, chứ không lại phải vào đấy tiếp vài chuyến nữa thì vất vả đấy. Ừ, mình phải tự ý thức được đấy nhá, chứ giờ lớn rồi chứ không phải lời nữa đâu, làm gì phải để cho mẹ nhắc nữa đúng không? Mình vào đấy mình biết rồi, thấy những cái cá nặng đấy mình biết rồi. Đấy, mình phải biết giữ nhá. Rồi lát nữa thì mình cấy chị. À, xong mẹ nhớ lấy những cái thuốc đó về để làm cho cháu nhá. Xin hỏi là chị vẫn phải cho cháu uống thuốc này hôm em y tá dặn là hết 10 ngày thì bảo thì là hôm nay hết 10 ngày cái thuốc này. Thì là nghỉ 10 ngày rồi thì bây giờ lấy thêm uống không? Cái thuốc giãn cơ này đúng không? Là uống được mấy chục viên này nhỉ? À, uống được 2 bỉ. Thôi 2 dừng được rồi. Nhưng mà uống cái án lạc miên này thêm đi. Án lạc miên thì vẫn lấy thêm bởi vì cảm giác là ngủ ngon sâu rất hơn đấy. Uống cái án lạc miên là ngủ sâu rất hơn, nó ngon hơn, ngủ ngon hơn. Nó dịu được cái hệ thần kinh, nó ngủ tốt cái là thần kinh nó phục hồi mà. Lấy thêm về uống, duy trì nha. Giờ chỉ cần uống liều buổi tối trước khi đi ngủ là thôi. Giảm xuống liều đó nữa thôi nha. Bạn này về đừng có xem điện thoại này nha. Con không xem đâu. Con sợ đúng không? Ừ.